Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ làm thử một cái đề kiểm tra giữa học kỳ 2 của môn toán lớp 2 nhé. Các quý phụ huynh có thể dừng video bài giảng lại để các con làm, sau đấy thì sẽ đối chiếu với bài chữa ạ. Đề của chúng ta thì sẽ có tất cả là 8 bài nhé. Đây là 4 bài trước. Bài số 1 yêu cầu chúng ta đặt tính rồi tính. Như vậy chúng ta sẽ đặt tính theo hàng dọc 13 cộng 15 cộng 17. Em sẽ đặt tính sao cho hàng đơn vị thẳng cột với đơn vị và hàng chục thẳng cột với hàng chục. Như vậy ở đây chúng ta sẽ cộng hàng đơn vị này. 3 cộng với 5 bằng 8, 8 cộng 7 bằng 15, viết 5 nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2, cộng 1 nữa bằng 3, nhớ 1 bằng 4, kết quả bằng 45. Tương tự ta có 25 cộng với 21 cộng với 30. Kem cũng đặt theo hàng dọc, hàng đơn vị thẳng cột và hàng chục thì thẳng cột với nhau. Đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị. Ta cộng hàng đơn vị trước, 5 cộng 1 bằng 6, 6 cộng 0 vẫn bằng 6 này. 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 3 bằng 7. Kết quả 76. Tiếp theo, 13 cộng 13 cộng 13 cộng 13. Ta có 13 này. 3 cộng 3 bằng 6, 6 cộng 3 bằng 9, 9 cộng 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2, cộng 1 nữa bằng 3, cộng 1 bằng 4, nhớ 1 bằng 5. Kết quả 52. Tiếp theo, 21 cộng với 22 cộng 23 cộng 24. Chúng ta cũng cộng hàng đơn vị trước. 1 cộng 2 bằng 3 này, 3 cộng 3 bằng 6, 6 cộng 4 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 2 cộng 2 bằng 4, 4 cộng 2 bằng 6, 6 cộng 2 bằng 8, nhớ 1 nữa bằng 9. Kết quả bằng 90. Như vậy là chúng ta đã vừa đặt tính và tính rồi. Sau bài tập số 2, yêu cầu các em điền số thích hợp. Ta có 2 nhân với ô trống bằng 18. Đây là thừa số nhân với thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, kem lấy tích chia thừa số kia. Như vậy kem nhận 18 chia cho 2 thì bằng 9. Như vậy ô này kem sẽ điền 9. Tiếp theo, một số nào đấy nhân 5 bằng 10. Đây là thừa số nhân với thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, kem lấy tích chia thừa số kia. Như vậy kem lấy 10 chia cho 5 thì bằng 2. Tương tự, 3 nhân với một số nào đấy bằng 24. Thừa số nhân thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, kem lấy tích chia thừa số kia. 24 chia cho 3 thì ô này bằng 8. Rồi, 36 chia cho ô trống bằng 9. Số bị chia, số chia, thương. Muốn tìm số chia, kem lấy số bị chia, kem chia cho thương. Như vậy, kem sẽ lấy 36 chia cho 9. 36 chia 9 thì ô này sẽ bằng 4. 4 x 3, kết quả bằng 12. 5 nhân với ô trống bằng 40. Đây là thừa số nhân thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, kem lấy tích chia thừa số kia. Lấy 40 chia 5 thì ô này lại bằng 8.
Tiếp theo, ô trống nhân 2 bằng 20. Muốn tìm thừa số chưa biết, các em lấy tích các em chia thừa số kia. 20 chia 2, ô này bằng 10. 12 chia cho ô trống bằng 6. Đây là số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số chia, các em lấy số bị chia chia thương. 12 chia 6, vậy ô này sẽ bằng 2. Nhân với ô trống bằng 9, ta có thừa số nhân với thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, các em lấy tích chia thừa số kia. 9 chia cho 3 thì ô này sẽ bằng 3. 24 chia cho một số bằng 6. Như vậy đây số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số chia, các em lấy số bị chia chia thương. Lấy 24 chia 6 thì ô này sẽ bằng 4. Hoàn toàn tương tự, đây là số chia. Muốn tìm số chia, các em lấy số bị chia, các em chia thương. Lấy 16 chia cho 4 thì ô này cũng bằng 4. Số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số chia, các em lấy số bị chia, chia cho thương. Đúng không ạ? Như vậy thì muốn tìm số chia này, lấy số bị chia, chia thương. 20 chia 5, ô này cũng bằng 4. Bài tập số 3, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng, hình có 1/3 số ô vuông được tô màu. Các em nhìn vào hình A, các em đếm số ô vuông nào, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Như vậy có 9 ô vuông, tô màu 1/3 tức là các em lấy 9 chia 3 thì phải tô màu 3 ô. Ở đây người ta chỉ có tô màu có 2 ô thôi, như vậy đây không phải tô màu 1/3. Theo ở đây các em thấy là đây người ta tô, các em đếm theo hàng dọc nhá, có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, đây có 4 hàng dọc, đúng chưa? Mà người ta tô màu 1 hàng thì ở đây là tô màu 1/4, 1/4 chứ không phải 1/3. Sang hình C, hình C các em đếm này, có 1, 2, 3, 4, 5, 6, có tất cả 6 ô vuông. Nếu mà tô màu 1/3 tức là các em lấy 6, các em chia cho 3 ra thì phải tô màu 2 ô vuông. Trong khi đấy người ta lại tô màu đây 3 ô vuông. Như vậy cái này là không phải là tô màu 1/3 nhá. Nếu mà tô màu 1/3 của 6 thì vậy lấy 6 chia cho 3 thì chỉ tô màu 2 ô thôi. Đây lại tô màu 3 ô. Câu D, các em đếm tất cả có 1, 2, 3, 4, 5. 5 nhân với 3 hàng tức là 15 ô. 15 ô mà nếu như mà tô màu vào 1/3 thì các em sẽ lấy 15 các em chia 3. 15 chia cho 3 thì chúng ta sẽ tô màu vào 5 ô vuông nhỏ nhá. Vậy đếm thêm thử 1, 2, 3, 4, 5. Đúng là đây người ta tô màu vào 5 ô vuông nhỏ. Như vậy các em sẽ khoanh vào đáp án đúng chính là đáp án D. Có tất cả 15 ô. Tô màu 1/3 tức là lấy 15 chia 3 thì tô màu vào 5 ô. Đấy. Sang bài tập số 4. Mỗi đôi dép thì có 2 chiếc dép. Hỏi 6 đôi dép thì có bao nhiêu chiếc dép? Như vậy, các em sẽ lấy số chiếc dép của một đôi, các em nhân với 6 đôi lên đi. 6 đôi dép có số chiếc dép là 2 nhân với 6 bằng 12 chiếc. Đáp số. Như vậy 6 đôi dép thì lại có 12 chiếc dép. Bạn nào chưa xong các bài trên, kênh dừng lại làm cho xong nhé. Cô chuyển sang bài tập số 5. Đây là các bài tập từ bài tập số 5 cho đến bài tập số 8.
Chúng ta có thể dừng lại làm sau đấy thì đối chiếu với bài chữa của cô. Cô bắt đầu chữa này. Câu A của bài 5: x nhân với 2 bằng 8. Ta có thừa số nhân với thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, các em lấy tích, các em chia cho thừa số kia. Như vậy x ở đây sẽ bằng 4. Câu B: 4 nhân x bằng 24, cũng là thừa số nhân thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số chưa biết, các em lấy tích, các em chia cho thừa số kia. Như vậy x ở đây sẽ bằng 6. Câu C: x chia 5 bằng 7. Số bị chia này, số chia này, thương này. Muốn tìm số bị chia, các em lấy thương, các em nhân với số chia. 7 x 5 thì bằng 35. Tiếp theo, x chia 3 bằng 10. Số bị chia, số chia, thương. Muốn tìm số bị chia, các em lấy thương nhân số chia. X bằng 30. Sang bài tập số 6. Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ. Cái đường gấp khúc này nó bao gồm 3 đoạn thẳng. Thứ nhất là MN, thứ hai là NP và thứ ba là PQ. Cùng đơn vị là cm rồi, các em cộng độ dài 3 đoạn thẳng này thì sẽ ra được độ dài đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc MNPQ. Em sẽ lấy 15 cộng 18 cộng 13. Các em đặt ra nhé, 15 cộng 18 cộng 13. 5 cộng 8 bằng 13, 13 cộng 3 bằng 16, viết 6 nhớ 1. 1 cộng 1 bằng 2, cộng 1 nữa bằng 3, nhớ 1 bằng 4. Như vậy sẽ bằng 46. Kết quả bằng 46. Đơn vị cm. Đáp số 46 cm. Bài tập số 7. Có 24 cái kẹo chia đều cho 3 anh em. Hỏi mỗi người được mấy cái kẹo. Như vậy sẽ lấy 24 kem chia 3. Mỗi người được số cái kẹo là 24 chia 3. 24 chia 3 thì bằng 8. Như vậy mỗi anh em sẽ được 8 cái kẹo. Đáp số 8 cái kẹo. Chuyển sang bài tập cuối cùng. Viết 3 cái phép nhân mà có tích bằng 12. Nhân hai số có tích bằng 12. Cái này thì các em có thể có các đáp án khác cô. Miễn sao là các em lấy hai số các em nhân với nhau bằng 12 là được. Ví dụ như là 3 nhân 4 bằng 12. Được chưa? Cô lấy 6 nhân 2 bằng 12. Cô lấy 12 nhân 1 bằng 12.
Bạn nào không muốn lấy 12 nhân 1? Ví dụ bạn nào không muốn lấy số 12 nhân 1 thì các em có thể viết 4 nhân 3 bằng 12 cũng được. Đúng không? Có rất là nhiều các cách khác nhau. 3 x 4 thì em có thể viết ngược lại là 4 x 3 cũng được. Đấy, 2 x 6 thì em có thể viết ngược lại là 6 x 2 thì cũng được. Đây cô sẽ sửa cái này một chút nhé. Cô viết ra kết quả luôn nhé. 3 x 4 bằng 12 này. 6 x 2 bằng 12 này. Đấy. Bạn nào không thích cái phép toán này, các em có thể viết 4 x 3 cũng bằng 12 cũng được. Hoặc là bạn nào viết 6 x 2 bằng 12 cũng được. Đấy, có nhiều cách khác nhau. Ý B. Viết 4 phép chia có thương bằng với số chia. Thương bằng với số chia. Cô ví dụ có số x. X chia cho 2 bằng 2. Đây là thương này, nó bằng với số chia này, đúng không? Như vậy muốn tìm số bị chia thì em lấy 2 x 2 bằng 4. Như vậy có phải là 4 chia 2 bằng 2 không? Đây có phải là phép chia có thương bằng với số chia không? Tương tự, nếu như mà x chia cho 3 bằng 3 thì đây cũng là thương bằng số chia này. Muốn tìm số bị chia thì em nhẩm 3 x 3 bằng 9, đúng không? Như vậy có phải là phép chia đấy chính là 3 chia 9 chia 3 bằng 3. 9 chia 3 bằng 3. Như vậy thì đây là số thương này thì nó sẽ bằng với số chia. Được không? À, được hai phép rồi đúng không ạ? Ví dụ x chia 4 bằng 4. Đúng không ạ? Để cho thương này với số chia bằng nhau. Như vậy muốn tìm x thì có phải là lấy 4 x 4 không? Tìm số bị chia thì lấy thương nhân với số chia. Như vậy 4 x 4 thì bằng 16. Như vậy đây các em viết là 16 chia 4 bằng 4. Được không? Hoặc là x chia 5 bằng 5. Như vậy muốn tìm x thì lấy 5 x 5 bằng 25. Như vậy phép chia chúng ta là 25 chia 5 bằng 5. Đấy, thì có thương nó sẽ bằng với số chia. Như vậy chúng ta có các cái phép toán như sau. Ví dụ cô có 4 chia 2 bằng 2. Thương bằng với số chia đều bằng 2. Hoặc là 9 chia 3 bằng 3. Thương bằng với số chia bằng 3. 16 chia 4 bằng 4. Đây là thương và số chia bằng nhau bằng 4. Hoặc là 25 chia 5 bằng 5. Đấy. Thương và số chia bằng nhau. Hoặc là 36 chia 6 bằng 6. Các em có nhiều cách viết nhá. Miễn sao là thương và số chia bằng nhau là được. Như vậy trên đây là cô và các em đã vừa đi thử một cái đề kiểm tra giữa học kỳ 2 của môn toán lớp 2. Để ủng hộ cho cô thì quý phụ huynh và các em học sinh chúng ta hãy nhấn đăng ký kênh và bấm chuông sau khi xem nhé. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh và các em học sinh ở các bài học tiếp theo.